một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Mình là Hiếu Nguyễn và đây là Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục được đến với một trận đấu 3 đấu 3. Và trong vài đấu lần này chúng ta sẽ được cầm quân màu đỏ nha em ơi. Hai người đội bên chúng ta sẽ là hai người chơi ở level 17. Và bên phía lực lượng của quân xanh cũng là một người chơi ở level 19 và hai người chơi ở level 17. Như vậy là đã rất cân bằng rồi, một trận đấu rất cân bằng với một cái bản đồ khá rộng lớn và có hai đường biển ở hai bên. Chúng ta sẽ có một người đồng minh người Việt Nam, lực lượng quân vàng. Người bạn lực lượng quân xanh là cây sẽ là một người chơi ngẫu nhiên người nước ngoài nha em ơi. Bắt đầu triển khai cả đội và lính bộ binh, rà soát toàn bộ bản đồ rồi. Có sự đụng độ với lính bộ binh bên phía lực lượng quân xanh. Quân xanh dường như cũng đã triển khai rất nhanh những đơn vị lính rồi. Họ cũng mong muốn chiếm lấy được các thông tài nguyên. Quân tiến cũng đây rồi. Từ đầu trận đấu gần như là ai chiếm được nhiều tài nguyên hơn thì người đó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều nha anh em ơi. Chúng ta cũng đã ngay lập tức sản xuất ra một đơn vị tàu cano và cũng chuẩn bị nâng cấp nhà sản xuất thuyền lên level 2. Cần phải mau chóng chiếm được toàn bộ đường biển ở phía bên chúng ta nha anh em ơi. 2 phút hơn đã trôi qua rồi. Lực lượng của xanh lá cây ở một vị trí ở trên đồi và nằm gần như là ở phía đầu chiến tuyến rồi. Bạn ấy cần phải hỗ trợ phòng thủ ở ngay lúc vị trí này nè mày, để có thể chiếm được phần an toàn. Ưu thế từ đầu trận đấu chúng ta cần phải tăng cường trinh sát vào căn cứ lực lượng quân xanh để cố gắng quan sát xem lực lượng quân xanh đang chơi những phương án loại nào nha em ơi. Cano của chúng ta đã làm việc rất tốt, chiếm được rất nhiều các thông tài nguyên trên biển rồi và đang cố gắng trinh sát vào căn cứ lực lượng quân xanh nước biển anh em ơi. Như vậy họ cũng đã có nhà sản xuất Delta. Thông tài nguyên lớn ở điểm B chúng ta đã không thể chiếm được rồi. Quân vàng mặc dù đã rất cố gắng với lực lượng quân xanh lá cây, nhưng cuối cùng thì lực lượng quân tím với sự xuất hiện của những đơn vị tăng phun lửa chúng ta đã không đủ lực để có thể chiếm lấy nó rồi anh em ơi. Quân vàng cũng đã có được những đơn vị Dragonfly đầu tiên. Lực lượng quân tím đang tấn công rồi với những đơn vị tăng phun lửa anh em ơi. 4 đơn vị sẽ tăng phun lửa. Ngay sau khi họ chiếm được một thùng tài nguyên lớn thì họ đã tấn công ở điểm D. Dragonfly từ phía lực lượng quân vàng cũng đã kéo lên. Chúng ta sẽ cố gắng đối đầu trực tiếp với các đơn vị tăng phun lửa bên phía lực lượng quân tím rồi. Gần như là mục tiêu của những đơn vị tăng phun lửa bên phía lực lượng quân tím chỉ là phá nhà của chúng ta thôi anh em ơi. Họ đang cố gắng phá đi những tòa nhà chủ lực, những tòa nhà sản xuất xe cơ giới bên phía lực lượng quân xanh lá cây. Tiếp tục tăng cường thêm một đơn vị sẽ tăng phun lửa nữa rồi. Đã có 5 đơn vị tăng phun lửa anh em ơi. Có nguy cơ lực lượng quân xanh lá cây sẽ mất đi nhà sản xuất xe cơ giới đầu tiên. Bạn ấy đã xây dựng đến 3 nhà sản xuất xe cơ giới rồi và đang ở trong tình trạng thiếu điện rồi anh em ơi. Chúng ta cũng đã ngay lập tức kéo thêm các đơn vị tăng level 1 kết hợp với lính bộ binh. Quân vàng cũng đã tràn ngập tiến kê đến vị trí này rồi. Cố gắng bảo vệ căn cứ đồng minh tới cùng, giảm thiểu thiệt hại cho đồng minh nha em ơi. Lực lượng quân tiến cũng đã tốn đi đến 5 đơn vị xe phun lửa, phải buộc phải đi bán phế liệu. Và chắc chắn rằng họ cũng sẽ có rất nhiều tổn thất về tài nguyên rồi. Chúng ta đã ngay lập tức kéo qua một cách rất hợp lý. Đồng minh của chúng ta đã có tổn thất một ít xíu về các đơn vị lính bộ binh kết hợp với một tài nhà sản xuất xe cơ giới level 2. Chúng ta cũng đang cố gắng trinh sát vào căn cứ lực lượng quân tím rồi em ơi. Có 2 nhà sản xuất xe tăng, cũng coi như là khá là tạm ổn rồi. 6 phút đã trôi qua, lực lượng quân tím đã có một bước đi, một bước nhảy rất ghê gớm, đó là tiến công thẳng vào căn cứ của chúng ta với 5 đơn vị xe tăng phun lửa em ơi. Lực lượng đồng minh quân vàng cần phải cố gắng kiểm soát được vị trí đường biển ở phía bên biên giới của họ anh em ơi. Đây là một người chơi Việt Nam thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có khả năng giao tiếp tốt và sẽ cố gắng để có thể giành lấy chiến thắng trong trận đấu này. Chúng ta đã có được một đơn vị cơ giới với 3 chiến đấu đầu tiên rồi anh em ơi. Trong những trận đấu gần đây thì Hiếu Nguyễn thường xuyên mắc phải
những trận đánh rất khó khăn và liên tục phải bị thua một cách sấp mặt. Chúng ta vẫn sẽ cố gắng tới cùng thôi. Một đơn vị tàu Delta bên phía lực lượng quân xanh đã bị chúng ta tiêu diệt được rồi đây mày. Họ đã cài cắm ở một vị trí mà chúng ta rất khó nhìn thấy rồi, và cuối cùng thì cũng đã tiêu diệt được rồi. Chúng ta sẽ cần phải cố gắng tăng cường thêm các đơn vị xe cơ giới hạng nặng kết hợp với 3 chiến đấu cơ. Vì đây là một cái bản đồ khá rộng lớn và cần phải có máy bay thì mới đủ tầm được có thể vào tới bất kỳ một vị trí nào trên bản đồ thuộc cách thật nhanh chóng nha anh em ơi. Chúng ta đang cố gắng chiếm lấy một thùng tài nguyên lớn, và phía bên này cũng sẽ có một thùng tài nguyên lớn anh em ơi. Hero 1 bên phía lực lượng quân xanh lá cây đang đụng độ với cái đơn vị tàu Delta bên phía lực lượng quân xanh. Con team cũng đang cố gắng tràn ra phía bên ngoài với hai đơn vị xe tăng phun lửa rồi. Cố gắng chiếm lại các thùng tài nguyên lớn anh em ơi. Phía bên này thì có Delta bên phía lực lượng quân xanh nước biển rồi. Chính xác được căn cứ của lực lượng quân xanh làm. Họ có rất nhiều cái đơn vị tăng Hammer. Chiến đấu cơ của chúng ta cũng đang cố gắng hết sức mình rồi. Lực lượng của team đang cố gắng chiếm lấy được đến hai thùng tài nguyên. Chúng ta đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể chờ đợi được những thùng tài nguyên như thế này. Và cuối cùng trong một nốt nhạc thôi, lực lượng của địch đã chiếm lấy nó rồi em ơi. Và ngay lập tức lực lượng Salakai cũng đã kéo lên rất nhiều cái đơn vị xe cơ giới level 3, level 2 tăng Jaguar kết hợp với một con Hero 1, nhưng lực lượng của team có các tháp phòng không. Cẩn thận Hero 1 ơi. Chúng ta chỉ kịp nghe thấy tiếng damage rồi ngay sau lập tức. Con Hero 1 nó cũng đã buộc phải đi bán phế liệu rồi. Tăng Jaguar kết hợp với tăng 2 đang di chuyển một cách rất hợp lý và đang cố gắng bắn phá liên tục vào các tòa nhà bên phía lực lượng của team anh em ơi. Lực lượng Sanobi cũng đã kéo qua, nhưng vừa bị máy bay chiến đấu những cơn lốc nhỏ bên phía lực lượng Sanobi rồi. Và ngay lập tức nó cũng đang cố gắng tiêu diệt thật nhiều những đơn vị tăng Jaguar bên phía lực lượng quân xanh lá cây của chúng ta anh em ơi. Chúng ta có cái đơn vị chiến đấu level 2 máy bay chiến đấu anh em ơi, cũng đang cố gắng hết sức mình bắn phá và tiêu diệt đi bớt các đơn vị trở thành chiến đấu bên phía lực lượng quân xanh nước biển anh em. Quân xanh nước biển đã kéo vào rất gần căn cứ của lực lượng quân xanh lá cây, và chúng ta lại mất thêm một nhà sản xuất xe diễm nữa rồi. Bài đơn vị chiến đấu cơ bên phía lực lượng chúng ta cũng đang cố gắng hết sức mình rồi anh em ơi. Và Dragonfly bên phía lực lượng của quân vàng cũng đã kéo qua. Cần phải cố gắng hết sức mình tiêu diệt càng nhiều càng tốt những đơn vị đó là chiến đấu bên phía lực lượng quân xanh nước biển ngay lập tức. Và thằng Hammer cũng đây rồi, nguy cơ to rồi anh em ơi. Như vậy là một đợt sóng rất dữ dằn sẽ kéo đến căn cứ của lực lượng quân xanh lá cây rồi. Quân xanh nước biển cũng đang cố gắng di chuyển vào vị trí khác rồi anh em ơi. Và vị trí của họ đó là tấn công vào nhà sản xuất máy bay bên phía lực lượng của chúng ta. Chiến đấu cơ thì đang hết xăng đến nơi rồi. Sập luôn cả nhà sản xuất máy bay level 2. Và tăng Hammer đang tiến công vào rất sâu. Nhưng lực lượng quân xanh lá cây có được rất nhiều những đơn vị tăng Jaguar, và chúng ta cũng đã kéo lên tăng Jaguar rồi. Thì giáp 3 của Hammer là không đủ cửa đâu bạn ơi. Tiếp tục là những sự tiến công của các đơn vị cần lót bên phía lực lượng quân xanh nước biển anh em ơi. Tăng Hammer chúng ta đã đưa nó đi bán phế liệu hết rồi. Và trực thăng chính xác cũng không là cái nghi lý gì cả đối với cái đơn vị Dragonfly. Rồng đã đến với rất đông với chúng ta rồi. Những con rồng bên phía lực lượng quân vàng đồng minh. Một người bạn đồng minh rất tuyệt vời, người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta với một cú đánh rất an toàn anh em ơi. Hỗ trợ lực lượng đồng minh rất tuyệt vời, sẵn sàng hy sinh với anh em. Chúng ta thật sự là những con rồng châu tiên rất tuyệt vời, đồng lào kinh tộc bất diệt anh em ơi. Dạo mấy ngày gần đây thì mình đã liên tục bị khàn tiếng rồi, cũng đã buộc phải nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể uống thuốc, mau chóng khôi phục lại giọng nói thật tốt để có thể tiếp tục được bình luận cho anh em một cách hay nhất. Nhưng mình đã hứa với anh em là mỗi ngày cần phải có hai video thì mình đã quyết tâm tới cùng anh em ơi. Mong anh em hãy bỏ qua cho cái giọng nói hơi bị khàn khàn một chút xíu nha. Mình sẽ cố gắng nói giọng hơi bị trầm xuống một chút xíu để có thể giảm được cái mức độ khàn nha anh em ơi. Thì đầu cơ của mình cũng đang cố gắng tiếp cận vào căn cứ lực lượng quân tím rồi.
một team cũng đã ngay tất cảm ra rất nhiều cái tác phong không, kết hợp với rất nhiều các lô cốt băng trong bộ binh. Vùng vàng thì đang cố gắng sản xuất liên tục những đơn vị Dragonfly. Lực lượng xanh lá cây thì cũng đang cố gắng dâng cao đội hình ra phía bên ngoài, kết hợp với việc phòng thủ bằng những đơn vị tăng gia gua, kết hợp với xe nhiễm và xây dựng ra rất nhiều cái tháp phòng thủ anh em ơi. Chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ thêm lực lượng đồng minh những đơn vị tăng gia gua, xe nhiễm và lính bộ binh, và đồng thời là cả những đơn vị chiến đấu cơ, và tìm cách cơ động tối đa anh em ơi. Điểm F sẽ là điểm trung tâm và điểm G sẽ là cảnh bên góc 3 giờ. Chúng ta vừa mới nhắc nhở đồng minh là cần phải chính xác điểm này anh em ơi. Con Sơn Lam đã tiếp tục điều phối ra bên ngoài, nhưng nó vừa lấp ló thấy lực lượng của chúng ta thì nó bắt buộc phải quay xe anh em ơi. Rất đông cái đơn vị tăng giót rồi. Vị trí trung tâm là một vị trí rất quan trọng, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều thùng tài nguyên anh em ơi, ở cả hai bên này luôn. Phục thứ 14 rồi. Lực lượng của quân xanh lá cây đã điều phối ra thêm bên ngoài rất nhiều cái đơn vị lính 2, lính 1 kết hợp với tăng 2. Quân tiệm đã quyết tâm phòng thủ căn cứ tới cùng anh em ơi. Chúng ta đã tập trung được khá đông cả đơn vị tăng Jaguar ở vị trí trung tâm. Điểm B sẽ cần phải có những đơn vị lính bên phía lực lượng quân vàng chiếm lấy nó, bởi đó là một thùng tài nguyên lớn anh em ơi. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị có một con hero level 3. Nhà sản xuất hero đã được nâng cấp lên level 3 thành công rồi. Chỉ đâu có tiếp tục xuất kích anh em ơi. Bay vào và cố gắng kiểm tra căn cứ lực lượng quân xanh. Xem thử bạn ấy đã có những gì rồi. Coi như đường biển bên phía lực lượng quân ta cũng đã là rất ok. Có rất nhiều các đơn vị tăng Zod, tăng Hammer và các đơn vị trưởng thành chiến đấu anh em ơi. Chúng ta vừa mở đưa ba đơn vị ba chiến đấu của chúng ta đi bán phế liệu rồi, bởi vì có rất nhiều các đơn vị lôi cốt phòng không kết hợp với xe phòng không rồi. Thận trọng thôi. Chúng ta sẽ cố gắng phòng thủ và chiếm lĩnh lấy vị trí trung tâm của bản đồ. Quá ư là khẳng tiến rồi anh em ơi. Vùng vàng có rất nhiều cái đơn vị Dragonfly, xe nhiễm kết hợp với tăng 2. Chúng ta sẽ hội quân ở vị trí trung tâm, sẵn sàng cho một đợt tiến công thôi anh em ơi. Chúng ta và đồng minh đang cố gắng thảo luận với nhau một phương án. Cần phải di chuyển để điểm G và tấn công ở điểm E. Như vậy lực lượng quân xanh nước biển và cả quân tiễn đang tràn ra phía bên ngoài rồi. Có rất đông những đơn vị trực thăng chính xác anh em ơi. Lực lượng quân vàng của chúng ta cũng đã kịp thời có được những đơn vị Dragonfly. Máy bay chính xác bên phía lực lượng quân xanh nước biển đã ngay lập tức quay xe, quay máy bay rồi. Lực lượng quân tiễn cũng đã buộc phải quay xe các đơn vị tăng Zod và tăng phun lửa vào phía bên trong. Đâu có đùa với team của lực lượng quân kháng chiến chúng ta đâu. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi phương án rồi. Lực lượng xanh nước biển là tiếp tục tiến công vào phía bên này nè mời. Góc 9 giờ rồi. Họ đã liên tục tấn công chúng ta và đã phá hủy được rất nhiều cái đơn vị tăng gia gua và xe nhiễm rồi. Dragonfly đang đối kháng trực tiếp với cái đơn vị cơn lốc bên phía lực lượng xanh nước biển anh em ơi. Bắn phá rồi. Quân tiễn vẫn còn cố gắng kéo ra phía bên ngoài. Dragonfly đang cố gắng truy đuổi rồi anh em ơi. Rút lui rồi. Quân xanh nước biển ngay sau khi thấy không có đủ cửa thì họ đã buộc phải rút lui ngay lập tức anh em. Chúng ta đã có được Leviathan, một con hero thần thánh bên phía lực lượng của chúng ta. Một đơn vị cực mạnh anh em ơi, với những quả bom mini, tên lửa hạt nhân. Lực bắn rất thủng và tầm đàm là rộng là rất lớn anh em ơi. Vũ khí bí mật và chủ lực bên phía lực lượng quân kháng chiến chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có những quả tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên thì chúng ta cũng rất ít chơi tên lửa hạt nhân.
Chỉ có một người chơi tên Putin với một lực đàm hạt nhân là rất lớn. Nhưng hiện tại bạn ấy đang bận rộn với công việc gia đình, cho nên không thể tiếp tục ra được những trận đánh hay. Phục vụ anh em giải trí được nữa rồi, mình vẫn đang cố gắng đưa Putin trở lại cho anh em ơi. Sẽ sớm thôi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho một đợt tiến công tổng lực vào căn cứ của lực lượng quân xanh, quân liên đoàn. Họ quá rồi anh em ơi. Lực lượng quân xanh lá cây cũng đã có được một con Hero 2. Những mũi khoan anh em ơi. Chiến đấu cơ chúng ta vừa mở trên xác vào căn cứ của lực lượng quân xanh. Họ vẫn còn tập trung rất nhiều các đơn vị xe cơ giới hạng nặng và lô cốt phòng không rồi. Phục thứ 20. Mọi thứ đã sẵn sàng đến nơi. Chúng ta cũng đã có được con Hero 2. Lực lượng đồng minh thì cũng đang cố gắng sản xuất ra một con Leviathan thứ 2. Chúng ta sẽ có hai vị thần sức mạnh thật sự anh em ơi, hai con Leviathan. Liệu có đủ sức để có thể đè bẹp được đối thủ vào lúc này hay không? Phút thứ 21 đến nơi. Mũi khoan đã bắt đầu cắm ra những cáp súng máy rồi. Lực lượng quân Killing Dawn đang cố gắng rất thận trọng anh em ơi. Có tiến ra hay không? Họ đã tiến ra. Chúng ta có rất nhiều cái đơn vị tăng Jaguar. Và ngay lập tức thì họ đã nướng lính rồi. Quá là đau khổ anh em ơi. Nhưng vì những đam mê bất tận thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng làm video thôi. Phục vụ anh em tới cùng. Cùng lắm là trong ngày sẽ hạn chế nói lại một tí anh em. Còn bình luận thì phải cố gắng nói cho thật nhiều, thật hay, để phục anh em giải trí một cách tối đa. Sẵn sàng chưa bạn ơi? Leviathan đã sắp ra lò chưa? Anh em đang chờ đợi rất lâu rồi. Một đợt combat tổng nhanh lên bạn ơi. Đây rồi, Leviathan đây rồi, chuẩn bị tiến công thôi. Quân tiến đã tràn ra phía bên ngoài, chúng ta còn chưa kịp đánh vào bên trong mà lực lượng quân tiến đã tràn ra phía bên ngoài rồi. Leviathan đang tiếp cận mục tiêu và mũi khoan cũng đã cắm ra rất nhiều các tháp súng máy tự động rồi. Một quả tên lửa hạt nhân mini gửi đến lực lượng quân liên đoàn. Trúng rồi anh em ơi. Trực thăng trinh sát bên phía lực lượng quân xanh đất biển đang cố gắng tấn công vào Leviathan từ phía chúng ta anh em ơi. Leviathan đang rút lui rồi, máy đây. Rút lui rồi, có kịp máy không đây, hết máu đến đây. Rụng rồi, Leviathan đã vượt qua đoạn phế liệu. Nhưng đồng thời ngay lúc này một con Leviathan bên phía lực lượng xanh là cây vừa mới anti. Ngay lập tức thì lực lượng quân liên đoàn đã tổn thất rất nặng nề rồi anh em ơi. Và đây là cơ hội lớn lớn cho chúng ta. Tổng tiến công vào căn cứ của lực lượng quân liên đoàn rồi, tiến công thôi. Tiến công tổng lực thôi anh em ơi, cơ hội đến rồi. Dragonfly đang cố gắng đi tiên phong. Rất nhiều các tòa nhà bên phía lực lượng của team cũng đã sập đổ rồi. Tăng Jaguar cũng đã leo lên đỉnh núi thành công rồi anh em ơi. Quân xanh nước biển cũng đã ngay lập tức buộc phải quay xe rối lên rồi. Đằng sau đó là con Leviathan bên phía lực lượng quân xanh lá cây. Tiếp cận rồi. Leviathan là một đơn vị rất là hâm hổ bên phía lực lượng quân kháng chiến chúng ta anh em ơi. Chỉ với một đòn tiến công duy nhất, chúng ta đã tiếp cận với chiến thắng đến nơi. Chắc chắn rồi anh em ơi. Quân xanh đã không thể phòng thủ được trước một sự tiến công như vũ bão từ những đơn vị tăng Jaguar, những con báo của chúng ta, kết hợp với hai vị thần Titan, sức mạnh tuyệt đối của Leviathan bên phía lực lượng của quân đỏ chúng ta và người bạn đồng minh lực lượng quân xanh lá cây, kết hợp với những con rồng bay bên phía lực lượng của đồng minh quân vàng, một người bạn Việt Nam rất tuyệt vời. Và cuối cùng chúng ta cũng đã dọn sạch được căn cứ lực lượng quân tím rồi. Vẫn còn những suất phòng thủ bên phía lực lượng quân xanh nước biển và cả quân xanh lam. Một người chơi ở level 19 và 17 anh em ơi.
nhưng còn đủ lực hay không là một vấn đề rất khó khăn vào lúc này đối với lực lượng quân Linh Đoàn. Chiến thắng đã đến với chúng ta đến tầng 99% rồi anh em ơi. Tăng gia của là quá đông rồi. Lực lượng xanh đặc biệt và quân xanh lam vẫn còn cố gắng tới cùng, vẫn còn sản xuất hero. Thật may mắn khi chúng ta đã tiến công một cách rất quyết đoán rồi. Và Leviathan bên phía lực lượng đồng minh cũng đã buộc phải đi bán phế liệu sau khi phải hứng chịu quá nhiều những quả đạn phòng không từ những lô cốt phòng không bên phía lực lượng quân Linh Đoàn anh em ơi. Chiến thắng rồi. Nếu như lực lượng quân Linh Đoàn mà có được con hero 3 thì có lẽ là mũi tiến công ta sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều rồi. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một màn công kích động lực rất sớm, chớp đúng thời điểm và kết thúc trận đấu này anh em ơi. Chiến thắng đến nơi. Mình là Hiếu Nguyện và đây là Hiếu Nguyện ngồi xem Việt TV. Anh em thấy trận đấu này như thế nào? Và đã rất lâu rồi thì Hiếu Nguyện mới có được một chiến thắng rất lâu rồi anh em ơi. Hy vọng anh em hãy cho mình thêm những lượt like, ủng hộ thêm tinh thần cho mình nha. Giọng nói hơi khàn vì mình đang ốm anh em ơi. Hy vọng anh em hãy bỏ qua và cho mình thêm những lời động viên, những lời khích lệ và bình luận xuyên dưới cảm nghĩ của anh em về trận đấu này. Anh em nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Chiến thắng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những trận đấu lần sau. Tạm biệt anh em. Một trận đấu quá tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả các anh em. Chiến thắng rồi. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like nha.